Điện máy Minh Khoa xin chào quý vị nhé. Hôm nay điện máy Minh Khoa vừa được về được một lô Automat một pha của hãng Terasaki. Terasaki là một công ty của Nhật Bản chuyên sản xuất Automat. Đấy. Nên mình vừa về được ba lô và nguyên hàng lưu kho mới toanh. Đấy. Hàng này là hàng mà của Nhật Bản đóng tại Việt Nam sản xuất. Đấy. Đấy, hàng mình vừa nhập được ba lô mới toanh. Đấy. Mỗi một hộp này là 24 con. Đấy. Đấy. Dòng là 40A. Dòng 40A nhé. Đấy. Tiêu chuẩn IEC N60898. Đấy. Tần số là 50/60Hz. Điện áp là 240/415V đấy, của hãng Tech nhé bạn nhé. Terasaki đấy, thương hiệu của Nhật Bản. Hàng này là hàng chưa sử dụng nhé. Hàng chưa sử dụng đấy. Hàng chưa sử dụng, ốc nhái còn mới toanh đấy. Rất chi là mới đấy. Hàng này chưa sử dụng nhé. Bao sử dụng ngon đấy. Các bạn mua thì mình để cho là 25.000 một con áp. Đấy, mua tất thì là 20.000. Đấy, hàng rất chi là ok. Bao ngon, bao sử dụng. Đấy, một hộp là 24 con. Đấy, một hộp là 12 con. Nhập 12 con. Tổng nó rơi vào tầm 40 con áp thôi. Đấy. Các bạn điện nước, các bạn sử dụng gia đình, các bạn đại lý mua về bán, giá thị trường rất là cao. Hàng này hàng của Nhật, rất sản xuất thôi, đảm bảo về chất lượng nhé, đảm bảo về chất lượng về mọi yếu tố. Đấy. Điện máy Minh Khoa xin chào các bạn nhé.